Em xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 6 năm 2024 ha. Thời tiết ở Bến Tre hôm nay là nắng rất là tốt nha anh chị. Ngày hôm qua thì ở Bến Tre mình cũng có trận mưa rất là lớn anh chị. Nhưng mà do này là do ảnh hưởng của cái cơn bão số 1 á. Nhưng mà hôm nay thì tình hình nghe nói là bão tố rồi cũng không có anh chị. Bây giờ thì bão cũng đã suy yếu, như là mình cũng thành cái áp thấp nhiệt đới á, nên là cũng không ảnh hưởng gì đến thời tiết xấu rồi ha. Em đang đi qua cây cầu ở Bến Tre 1 đây anh chị. Ngày xưa thì cái cầu Bến Tre 1 này á, là mình sẽ là cái cầu sắt anh chị, rồi có cái dáng cây á. Cái cầu đó cũng rất là lâu năm rồi. Rồi lúc sau người ta mới là làm cái cầu bê tông, cầu lớn vậy ha. Hôm trước thì em có đi ở dưới xã Mỹ Thạnh, là khu vực ngay chỗ chợ Mỹ Long anh chị. Thì còn cái cây cầu sắt cầu Mỹ Thạnh á, là cái cầu đó là cũng rất là lâu năm rồi đó. Cái cầu hiện tại bây giờ cũng xuống cấp rất là nhiều. Thì trong tương lai thì cái cầu đó có thể là mình cũng phải xây cầu mới thôi anh chị. Ở bên hướng Chợ Lách á, thì chỉ có là cây cầu Chợ Lách á, là cây cầu sắt đó là người ta vẫn còn như là lâu lâu cái mình cũng bảo trì, mình cũng tu sửa lại anh chị. Hai hôm nữa là ngày 3 tây tháng 6 thì khu vực ngay chỗ công viên cây cối á, là mình sẽ có làm cái chợ quê đây anh chị ha. Cái này là người ta đang làm các cái chòi nè, để mà mình thực hiện cái chương trình chợ quê. Hồi đợt trước thì ở Bến Tre mình cũng có làm cái chợ quê, nhưng mà bữa đó thì em không có thời gian á, nên là mình cũng không có đến chia sẻ. Nay bắt đầu người ta sẽ làm thêm như là làm thấy được anh chị, nên là người ta sẽ làm tiếp tục cái chương trình chợ quê ha. Đây các địa điểm này bắt đầu người ta sẽ xây dựng làm các cái chỗ để mình tổ chức một cái chương trình ha. Đây là công viên cây cối chị ha. Hôm nay thì mới có một tây, nên là đến cái ngày như là ba tây thì người ta làm chắc kịp. Đang chuẩn bị ở bên đây mình cũng đang làm những cái chọi đây. Đó. Chợ quê ngày xưa ở đây thì mình sẽ có một cái quán cà phê, là quán cà phê Làng Văn anh chị. Rồi lúc sau này thì người ta trả mặt bằng lại, nên là giờ hiện tại đây thì là cái công viên thì cũng trống trơn à. Hai ngày nữa là bắt đầu là mình sẽ có một cái khu chợ quê. Đâu ạ? À? Bán hội chợ à? Bán hội chợ hả? Người ta sẽ làm dài xuống tuốt dưới đây luôn chị ha. Đây thì cũng có các loại như là bánh dân gian nè, rồi các cái món ăn dân dã từ ở các cái nhà hàng ở Bến Tre mình á. Rồi người ta cũng có quầy ở đây, cái người ta cũng bán các món ăn vậy đó anh chị. Nhưng mà đợt trước thì nghe nói rất là đông á. Thì đến ngày 3 tây là mình sẽ bắt đầu sẽ tổ chức ha. Thì anh chị nào Bến Tre thì mình cũng đến tham gia cho vui ha. Ngày xưa đây là khu đây là cà phê Làng Văn đây ha. Em sẽ vòng ra thôi. Rồi đến ngày 6 tây tháng 6 thì khu vực ở huyện Châu Thành mình sẽ có một cái chương trình như là lễ hội văn hóa du lịch của Bến Tre mình ha. Thì chương trình trên đó thì người ta sẽ tổ chức lớn hơn, mình sẽ hoạt động trong một tuần luôn anh chị. Ở trên đó thì mình sẽ làm ngay cái dịp như là mùng 5 tháng 5 anh chị. Còn năm nay thì chưa có nghe là ở Chợ Lách làm cái lễ hội trái cây, cũng chưa có nghe.
bên đây là khu vực khu dân cư Mỹ Thành An anh chị ha. Ngày xưa lúc mà khu dân cư này mình mới vừa hoàn thành đó, là khu vực ở đây là quán ăn đồ rất là nhiều, bán rất là đắt anh chị. Rồi thời gian thì các quán mới người ta mở ra nhiều nên là nó sẽ thưa dần ha. À, như cái đây là quán cà phê Hợp Phố Điểm Tâm Sáng rồi, nhưng mà bây giờ hiện tại đang bỏ trống đây anh chị. Này giờ như là không có còn kinh doanh nữa luôn. Các mặt bằng có thể là mình cho thuê. Đây cà phê Nhạc Sống Hợp Phố là mình làm khu vực ở bên đây thôi. Người ta giống như là người ta thuê mặt bằng một bên thôi anh chị. Thuê mặt bằng lớn quá thì giá thành nó cao á. Rồi lố quớ làm thì lỗ ha. Nên là người ta sẽ làm nhỏ nhỏ thôi. Và các quán ăn ở đây thì bây giờ là mình cũng sang tên đổi chủ rất là nhiều anh chị. Ngày xưa mới ra thì bán rất là đắt. Ở Bến Tre của mình thì cái gì cũng vậy anh chị. Mới đầu mà mới là bán rất là đông. Nhưng mà thời gian thì bắt đầu là cũng sẽ vắng ế ế vậy anh chị. Như là người dân mình cũng hơi hiếu kỳ. Như ở trục đường Võ Nguyên Giáp là đường quốc lộ 60 ngay từ dòng xây ngã tư Tân Thành mình về tới cầu Hàm Luông anh chị. Ngày xưa là con đường đó là toàn là các quán ăn, xem như là một cái khu ẩm thực luôn á. Mà bây giờ thì anh chị thấy là ra ngoài là chỉ có còn một số địa điểm như là người ta còn tồn tại được á, như là làng chài nè, rồi cái gì lẩu dê Tài Ký, rồi các địa điểm khác. Dần dần các địa điểm cũ thì cũng ế dần anh chị, là kinh doanh không được là người ta sẽ sang lại cho người khác. Hồi mấy năm trước thì ở Bến Tre mình là có cái chuỗi quán là Ninh Kiều ha, rất là lớn. Ninh Kiều người ta mở từ Ninh Kiều 1 cho tới có số 7 luôn, nhưng mà người ta cử số mấy đó người ta bỏ bớt anh chị. Mà đến nay thì quán Ninh Kiều như là không có còn hoạt động nữa. Như ở bên đây thì thấy một số quán thì bây giờ là như là cũng không có còn tồn tại anh chị. Đổi mới mới hoài à. Này thì do là cái cách mà mình phục vụ á, rồi các cái món ăn á, dần dần á thì làm không biết là chất lượng như thế nào mà từ từ bắt đầu là vắng khách anh chị. Ở bên tay trái đây là cái quảng trường xã Mỹ Thanh An. Cái khu vực này là thường là đến những ngày mà có hội chợ rồi đó là mình sẽ tổ chức ở đây anh chị ha. Anh chị thấy trống trơn không? Nhưng mà tới cái ngày mà có hội chợ là người ta làm lên rộng và đẹp lắm anh chị. Các cái quán cà phê đồ nhỏ nhỏ thì giờ rất là dễ sống, còn mở lớn lên thì rất là khó anh chị. Ở Bến Tre thì thường các chuỗi quán như là Moka nè, Taka là các cái chuỗi quán như là nó giá nó tương đối và cà phê uống được á thì người ta vẫn hoạt động bình thường anh chị. Còn các cái quán mà cũ thì bây giờ đâu có làm ăn được đâu. Như cái anh chị là chắc là mình sẽ nhớ cái quán cà phê Sân Vườn Thanh Trà đó, hiện tại bây giờ đâu hoạt động anh chị, như là người ta cũng nghỉ hẳn quán cà phê rồi. Lúc trước thì em cũng có ghé đó uống cà phê, là người ta chỉ có để một số cái bàn ở phía ngoài thôi, còn khung viên mà rộng ở bên trong thì người ta không còn hoạt động nữa. Dòng xây đây nếu mà mình quẹo trái là mình sẽ đi qua cầu Dĩ, mình sẽ đi hướng dòng Trơm và mình đi Ba Tri anh chị ha. Còn thẳng luôn là mình cũng đi dòng Trơm, đi về Sơn Phú và Phước Long á, nhưng mà mình sẽ đi cái hướng như là cặp ngoài mé sông. Thường bây giờ kinh doanh đó thì mình phải lâu lâu mình thay đổi cho nó hơi lạ tí xíu anh chị, và nó phải có gì đó độc đáo rồi khách người ta sẽ đến thường. Còn không thôi thì mình mở cái quán cà phê mà dạng như là cặp ngoài lề đường vậy đó anh chị,
để mà người ta uống cà phê, như là mình nhìn phố, nhìn đường xá người ta đi chơi thôi, đi dạo thôi cũng được. Còn nếu mà mình mở quán kiểu sân vườn thì làm rất là khó nha. Ông trời cũng vừa xuống nắng cái thấy ở trên bầu trời có các cái đám mây đen liền ha. Thường đó là mình sẽ thường đó là mưa vào buổi chiều là nhiều anh chị, còn sáng thì nó tương đối là mát mẻ, nó ít có mưa. Con đường này lúc trước rất là thưa anh chị, lúc sau này người ta bán cặp hai bên cái mặt tiền ở đây nè, rồi ở bên tay phải bên đây thì người ta bán giống như là những cái trái cây đồ bán mà dạng như cho công nhân rồi đó, ta bán rất là nhiều nên là trục đường này rất là đông ha. Bên tay trái anh chị thấy là có một cái khu du lịch sinh thái, nhà hàng ẩm thực Phát Đạt nè, cái này cũng mới vừa khai trương nay chắc cũng vài tháng anh chị. Quán rất là lớn nha. Thì người ta cũng làm theo cái kiểu như là ở cái khu du lịch Lan Vương anh chị, vừa vô vui chơi các trò chơi trải nghiệm dân dã, rồi cũng có ẩm thực ăn uống luôn. Đến hè, những ngày hè vậy thì bắt đầu là các địa điểm tham quan du lịch kiểu miệt vườn vậy thì rất là đông anh chị. Nhiều khi trường học rồi gia đình rồi người ta cũng dắt các em học sinh mình đi vui chơi vào những cái ngày hè này. Ngày xưa thì mình đâu có cần phải đi đến cái điểm du lịch vậy anh chị. Ngày xưa cái đến hè cái mình nghỉ được 3 tháng, về quê cái mình về bên nội ở chừng tháng, về ngoại ở chừng tháng, rồi xong rồi cái xuống đó là chơi là thoải mái luôn, rồi lặn lội bắt cá, ăn những cái món ăn như là ở dưới quê vậy đó, rất là ngon anh chị. Còn bây giờ các trẻ em bây giờ nó không có biết những cái cảnh này đâu. Mà bây giờ thì con nít bây giờ nó cũng không có thích vậy anh chị. Chủ yếu là mỗi đứa một cái điện thoại rồi là được rồi. Đây là cây cầu Vĩ. Khu vực ở đây thì rất là nhiều các quán hủ tiếu chay ha. Mà một số quán thì người ta làm ăn được anh chị, còn một số quán thì như là người ta làm ăn theo á. Ăn theo như là hủ tiếu chay cầu Vĩ nữa. Rồi xong rồi từ từ rồi bán vắn thì nó sẽ không có tồn tại ha. Không, ta cũng phải nghĩ thôi. Đây là quán hủ tiếu chay cầu Vĩ. Quán rất là lớn nha. Nhiều người nghe nói là đây ăn nói cũng ngon anh chị. Em thì cũng có ghé ăn một hai lần. Ở hướng bên này thì nó hơi xa nên là thường là em sẽ ăn ở bên khu vực thành phố Bến Tre bên kia. Ở ngay trung tâm cũng có các cái quán hủ tiếu chay bán rất là ngon, như là quán hủ tiếu chay Thấm ngay chỗ cái công viên đi lên tí xíu anh chị. Khu vực đó là kêu gọi là ở đó là kêu bằng là cái gì quán lá, khu vực quán lá ngày xưa đó. Con đường này là mình sẽ vào bên trong Nhân Thạnh đâu nè anh chị ha. Đường này vào Nhân Thạnh được nè. Em hãy đi đường này đó anh chị. Ở bên tay phải bên đây là khu Lan Vương nè. Lan Vương bữa nay là chắc đông. Tại nay là ngày thứ bảy anh chị. Thứ bảy chủ nhật thì các cái đoàn du lịch người ta về Bến Tre đồ rất là đông anh chị. Xe khách bên trong một chiếc, mới có một chiếc, hai ba chiếc. Cái bãi bên trong rất là đông anh chị. Ô tô nhỏ nhỏ và xe máy thì mình sẽ đậu ở đây ha. Ở Lan Vương đây thì người ta làm các món ăn ăn cũng được, cũng ngon anh chị. Lan Vương đây thì mình làm cũng rất là lâu rồi. Nay được coi chắc cũng gần cả chục năm rồi anh chị. Người lâu lâu thì người ta cũng thay đổi và người ta làm dạng như người ta decor lại cái khu du lịch đó cho nó đẹp hơn và nó lạ mắt anh chị. Còn các cái chương trình thì vui chơi nó vẫn vậy thôi. Tại vì ở Bến Tre của mình thì đa phần là du lịch theo kiểu miệt vườn á,
cũng có những cái ao để mà mình lội bắt cá rồi đó. Còn các cái chương trình mới mới thì như là bắt vịt, bắt gà rồi làm mấy cái trò chơi vậy đó, nó cũng vui vui thôi. Con đường này thì cái lượng xe đi cũng rất là đông nha anh chị. Từ ở Ba Tri á, là người ta cũng đi con đường này lên luôn á. Mình có thể là mình đi thẳng cái hướng đi Dòng Trơm. Dòng Trơm là mình đi tới ngay chỗ chợ giữa. Chợ giữa bắt đầu là mình sẽ có một cái con đường mình quẹo phải, giống như là cái tuyến tránh để mình không vào thành phố Bến Tre anh chị. Rồi mình sẽ tới cái dòng xây Quỳnh Tấn Phát, mình sẽ quẹo lên cái hướng Châu Thành đâu đó. Đi cũng rất là tiện. Ở Bến Tre thì đa phần là các con đường quê là nhiều anh chị. Còn ở trung tâm thành phố Bến Tre thì có tí xíu à. Em đi vài vòng là hết trơn anh chị. Lâu lâu thì trên đường em đi làm hoặc là em có đi công việc đâu đó đó, thì em cũng sẽ chia sẻ một tí về các con đường quê ở Bến Tre để anh chị mình cùng xem ha. Lâu lâu mình đi các con đường quê cho nó có cảm giác nó thư thái, nó thoải mái và nó mát mẻ anh chị. Không có ồn ào, không có khói bụi nhiều ha. Đây con đường này là quẹo trái là mình sẽ vào ủy ban xã Nhân Thạnh nè. Đi thẳng luôn là mình đi Dòng Trơm và Ba Tri. Ở Nhân Thạnh là người ta cũng có làm những cái tour du lịch miệt vườn. Trong đó thì có khu du lịch Hạ Thảo cũng rất là lớn nha. Làm theo kiểu cũng như là Lan Vương vậy đó. Các cái tour du lịch ở Bến Tre của mình thì đa phần là mình sẽ phối hợp chung với Tiền Giang anh chị. Thì làm cũng tương tự vậy thôi. Giống như ở trên Cồn Phụng Bến Tre mình thì mình sẽ kết hợp với ở bên Cồn Thới Sơn của bên Tiền Giang. Thì mình cũng làm một cái tour du lịch sông nước, mình đi trên ghe. Rồi mình cũng ngắm cảnh sông nước mát mẻ ha, rất là mát mẻ. Rồi cũng đi vào các khu làng nghề làm bánh này bánh kia, rồi kẹo dừa. Rồi mình cũng như là uống trà mật ong. Rồi cũng ăn các món ăn dân dã. Thì vậy thôi anh chị ha. Những cái tour du lịch miệt vườn nha anh chị, là khách Việt mình thì người ta đi là một hai lần thôi. Còn khách Tây thì người ta rất là thích. Như là người ta đi cảm giác nó rất là mát mẻ và thoải mái anh chị, nên người ta rất là thích ha. Qua cái cổng chào phía trước hồi nãy, qua cái cổng chào hồi nãy là mình đã đến khu vực xã Sơn Phú của huyện Dòng Trơm rồi đây anh chị. Thẳng xuống là mình sẽ tới Phước Long ha. Ngày xưa tới mùng 5 tháng 5 anh chị thấy là ở ngoài đường là rất là nhiều trái cây. Còn bây giờ anh chị thấy là cũng đâu có nhiều đâu. Bây giờ trái cây có quanh năm mà, không có phải như ngày xưa là tới mùng 5 tháng 5 là sẽ rộ á. Còn bây giờ thì ngày nào cũng có trái cây sầu riêng rồi. Ngày xưa là người ta sẽ làm theo mùa, còn bây giờ là xử lý quanh năm chị. Chôm chôm cũng vậy, cũng xử lý quanh năm. Giống như hồi nhỏ thì em nhớ là đến ngày Tết mới có dưa hấu ăn. Còn bây giờ là dưa hấu ăn quanh năm nha. Dưa hấu lúc nào cũng có, không phải chờ tới Tết đâu anh chị. Từ ở thành phố Bến Tre mình xuống tới Phước Long thì khoảng chừng 7-8 cây số thôi anh chị, cũng không có xa lắm ha. Tới đây là có một cái ngã ba, mình gọi là ngã ba Dòng Quýt anh chị ha. Thì bên tay trái thì mình sẽ có một cái ngôi chợ Dòng Quýt rất là nhỏ. Ở các vùng quê thì các cái chợ nhóm nhỏ thôi anh chị. Người ta bán hộp chợ rồi rất là sớm. Anh chị thấy là đến gần ngay cái khu mà ngay chợ Búa rồi thì anh chị thấy là nó sẽ đông đúc nhộn nhịp hơn. Còn hồi nãy cái khúc ở Sơn Phú thì đa phần là đường xe chạy thôi anh chị. Cũng có một số tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ thôi. Còn ở đây thì thấy là có các cái quán ăn tiệm tạp hóa rất là lớn.
ở ngay chợ Dòng Quýt ha. Chợ Dòng Quýt này chợ cũng cũ lâu năm lắm rồi. Nhỏ xíu à, chợ nhỏ xíu à. Đó, chợ bên trong đó, gọi là chợ Dòng Quýt anh chị ha. Giờ này chưa thấy đâu có ai còn buôn bán đi chợ gì nữa đâu. Rồi tới ngã ba phía trước thì mình đi thẳng là mình sẽ đi về Thuận Điền, về các xã ở cánh dưới của Dòng Trôm và mình đi Ba Tri. Còn quẹo phải là mình sẽ vào bên trong ủy ban xã Phước Long và mình sẽ đi qua bên Cồn Ốc được anh chị ha. Em thì hôm nay thì có việc đi làm, hôm nay thì có việc như là em cũng đi đám ở bên Cồn Ốc nè. Sẵn thì em cũng chia sẻ một tí về những cái thông tin, những cái ngày mới ở Bến Tre. Như là đến ngày 3 Tây thì bắt đầu là Bến Tre mình sẽ có một cái chương trình chợ quê cũng rất là nhộn nhịp nha. À, cái cổng này vào xã Phước Long. Bến Tre thì rất là nhỏ anh chị, nên là em chia sẻ các video một thời gian là bắt đầu là mình hết ý tưởng rồi. Nên là em mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em á, mình cũng đi như là trên những cái con đường mà em đã từng, em cũng đi qua vậy nè, để mà chia sẻ như là hiện tại như là cái ngày hôm nay thì nó sẽ ra như thế nào, và để anh chị mình cũng thấy Bến Tre mình mỗi ngày ha. Chứ còn Bến Tre mình hiện tại giờ cũng không có gì thay đổi mới anh chị. Về các con đường quê đây anh chị thấy là cái lượng xe cộ đi rồi rất là ít, và cây trái đồ hai bên đường rất là nhiều. Nó rất là mát mẻ và rất là thoáng anh chị, nó không có mà khói bụi đồ nhiều đâu. Bến Tre thì được cái là vậy thôi, không khí đồ rất là trong lành, nhiệt độ thì nó cũng tương đối là mát mẻ. Vào những tháng mà có mưa như vậy vậy thì nhiệt độ trung bình khoảng từ 30 độ cho tới 32 độ, rất là mát. Còn hồi mấy tháng trước mà nắng đổ lửa anh chị, rồi hạn mặn tới nữa thì lúc đó là nhiệt độ lên 37-38 độ. Nhiều khi mình đi ra đường có cảm giác như là nhiệt độ khoảng lên khoảng 40 luôn, rất là nóng. À, ở đây còn mấy cái bồn để cũng chia sẻ nước ngọt anh chị. Mà hôm nay thì Bến Tre bắt đầu là có mưa rồi, có những cái trận mưa lớn rồi anh chị, nên là tình hình hạn mặn của Bến Tre bây giờ là chắc là cũng đã giảm nhiều rồi. Đây tới phà Hưng Phong còn 3 km. Em thì bên Cồn Ốc là bên quê ngoại của em ha. Bên đó thì mấy cậu vẫn còn ở dưới đó. Rồi mấy dì thì cũng có ở, nhưng mà một số dì thì cũng như là mình cũng đi lập nghiệp ở các nơi khác hết trơn anh chị. Bây giờ kinh tế mình phải lo, nên là ở dưới quê là giờ khó sống lắm anh chị. Không phải như ngày xưa mà chỉ cần có gạo ăn là được rồi. Đồ ăn đồ uống thì bây giờ mình chỉ cần là xách cái chài hay là mình đi bắt cá một tí là cũng có ăn anh chị. Còn thời buổi bây giờ thì cái gì mình cũng phải mua thôi. Không phải như ngày xưa mà tôm cá đồ bao la như ngày xưa. Đây mình đi thẳng xuống tuốt ở cặp mé sông anh chị, là mình sẽ có một cái ngôi chợ nhỏ là chợ Bến Tranh ha. Ở đó là ngày xưa là mình sẽ có một cái bến đò để mình đi qua Cồn Ốc á, mà ngày xưa mình sẽ đi cái đò cây, cái dạng như là cái phà nhỏ đó anh chị. Còn bây giờ thì mình làm một cái bến phà lớn và cái phà sắt á, để mình đi cho nó an toàn. Còn ngày xưa đi phà cây rất là ghê anh chị, rất là sợ. Đây ngã ba đây thì mình quẹo trái là mình sẽ vào cái hướng đi xuống phà Hưng Phong ha. Con đường này thì có thể là mình đi xuống dưới cái mít, chợ cái mít là đó, coi đó là xã gì, xã Thành Phú Đông. Em bây giờ em đi nhiều anh chị, nên là bây giờ
các nơi em cũng hiểu rõ và em cũng biết rất là nhiều. Ở bên Cồn Ốc là khách du lịch, khách Tây nó đi rất là nhiều anh chị. Anh chị thấy bên tay trái là có hai người khách nước ngoài đang đặt xe đạp nè. Người ta thích đi dạo dạo ở các con đường quê để mình ngắm các con đường quê, rồi mình cũng xem cái cảnh quê coi bà con mình buôn bán và sinh sống như thế nào anh chị. Khách nước ngoài thì người ta thích ở dưới quê hơn, người ta không có thích mà ra ngoài thành phố Bến Tre đồ anh chị. Giống như ở dưới quê thì người ta lại thích lên Sài Gòn, còn ở Sài Gòn thì người ta ở, người ta cảm thấy nó có những cái điều mà bất tiện như là chật chội rồi nóng nực rồi sống quá nhanh làm ăn đồ khó khăn nên là người ta sẽ về quê. Nhưng mà mình muốn về quê thì là mình phải có một số vốn nha, số vốn phải tương đối mới về quê ở nổi, chứ nếu mà bây giờ thời buổi giờ mà cái gì cũng mua bằng tiền hết, về dưới quê mà không có tiền là sống cũng không nổi đâu anh chị. Thời buổi bây giờ là phải có tiền, có tiền là có tất cả ha. Nó có những thứ là mình không thể nào mua bằng tiền được thì mình sẽ mua được bằng nhiều tiền anh chị, nhiều tiền hơn nữa thì mình sẽ mua được thôi. Đây con đường này là đi thẳng là mình sẽ đi xuống cái mít, xuống dưới xã Thành Phú Đông của huyện Dòng Trôm ha. Còn đường này thì là mình sẽ vào bến phà Hưng Phong qua bên Cồn Ốc anh chị ha. Phà Hưng Phong đây thì em chia sẻ cũng rất là nhiều lần anh chị, nhưng mà hôm nay trên đường sẵn em cũng đi về Cồn Ốc thì em cũng chia sẻ tí về cái bến phà ngày hôm nay, coi phà nó có thay đổi gì không, coi hôm nay có khách đi có đông hay không. Từ cái ngã ba thì mình đi vô bến phà thì cũng rất là gần anh chị, khoảng chừng 1-2 cây số. Để em chạy nhanh nhanh để cho kịp phà. Thấy xe có xe lớn đi lên là mình biết là phà đang lên đó anh chị. Thấy mà xe cái hướng này, hướng mà đi ngược lại mà người ta đi tấp nập ra là phà đang qua đó. Còn vắng que là mình biết là phà chưa qua ha. Này giống như là cái kinh nghiệm. Phà thì mình đi theo cái, nó có cái mốc giờ anh chị, mốc giờ rõ ràng. Nó là người dân ở bên Cồn và bên Phước Long người ta đi qua lại thì người ta sẽ biết cái giờ hết trơn à. Người ta sẽ canh giờ người ta ra bến phà. Còn mình không biết thì mình cứ việc đi đại vậy đó. Đụng có phà thì mình đi, còn không có thì thôi mình cũng chờ tí xíu. Giờ thấy không? Con đường đi ngược lại vắng que có nghĩa là phà chưa qua đây. Thì giờ mình đến mình chờ phà thôi. Bến phà Hưng Phong. Phà Hưng Phong này ngày xưa là của nhà nước anh chị. Sau này thì mình làm như là chắc không có lời ha, làm sao nên là giờ là mình để cho tư nhân làm. Phà thì đang nằm ở bên Cồn Ốc. Thì mình đợi khoảng chừng 5-10 phút thôi, cũng phà cũng qua tới anh chị. Đây là cái nhà chờ phà của bến phà trước nè ha. Mà giờ này đâu có ai ở trong đó đâu anh chị, người ta ra ngoài đây hết nè. Ở khúc sông này anh chị thấy thì cũng tương đối là nhỏ nên là phà đi rất là nhanh anh chị. Phà mình qua lại thì tầm khoảng chừng 7 phút mà, cũng không có lâu lắm đâu. Thì qua thì người ta sẽ chờ khoảng chừng 15 phút thì người ta sẽ chạy một chuyến, 15 phút chạy một chuyến vậy đó anh chị. Ở bên Cồn Ốc bây giờ như là người ta gọi là xã đảo đó anh chị. Bên đây thì cái như là những cái
kêu bằng đó là nhà nước cũng chăm lo cho ở bên đây nhiều lắm. À, khách qua lại thì cũng tương đối thôi, cũng không có nhiều lắm. Đến những giờ cao điểm như là trưa đồ có học sinh về thì nó đông hơn. Và ở đây thì xe lớn là qua thoải mái anh chị. Thấy có cái xe tải bự chản ở phía trước kìa. Phà này cũng lớn. Cái thời mà phà cây thì ô tô đồ không qua được anh chị. Lỡ đi ô tô thì mình sẽ gửi ở bên bến phà. Một người một xe như em đi vậy thì hình như là chỉ có 5.000 anh chị. Còn nếu mà hai người thì thêm 2.000 nữa là 7.000. Còn phà đây như là học sinh đi như là không có tốn tiền. Giờ là cái xe đã không có qua. Có cái xe tải đang dè nó qua nè. Dè xuống nào, hồi mình lên cho nó dễ. Chọn hơi ha. Có một chiếc. Có lúc phà là xe ô tô xuống rất là nhiều anh chị. Hôm nay thì anh chị thấy cái nước sông là nó sẽ có cái màu đục đục, màu phù sa đó anh chị, là nước đã ngọt rồi đó. Còn mà anh chị thấy là nước xanh, nước trong veo là nước mặn ha. Hiện tại bây giờ thì không biết con sông này nó còn cái độ mặn hay không, nhưng mà thấy mưa nhiều nên là chắc là cũng sẽ không còn mặn nhiều đó anh chị. Ở bên cột mốc nè, hiện tại giờ là nó không có nước máy kéo qua, nên là hoàn toàn là mình sử dụng nước sông hết á. Tới mùa mưa thì có nước ngọt thì đỡ, chứ mà tới nước mặn thì vất vả lắm anh chị. Bà con mình phải trữ chứa lại mới có nước xài. Hồi nhỏ thì về quê rất là nhiều anh chị, còn bây giờ lớn thì khi có công việc gì mới đi về, chứ không có về thường lắm. Có khi nhiều khi năm, nhiều khi dỗ quải đồ, ngày Tết đồ thì về cùng ốc đây thì em về cũng chừng 3-4 lần. Còn hồi nhỏ nhớ về thường, tới hè thì về thì ở 1-2 tháng đi chơi đã luôn. Còn bây giờ thì đâu có được như ở như ngày xưa anh chị. Ngày xưa về thì chỉ cần có gạo thôi, rồi đi kiếm đồ ăn rất là nhiều. Còn bây giờ thì cái gì cũng mua, gì cũng mua bằng tiền hết trơn. Phà tới rồi. Hôm nay thì em cũng có bị đám gọi là đám buồn anh chị, đám buồn hôm nay. Thôi thì video của em giờ mình cũng sẽ tạm dừng tại đây nha. Em cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Tàu nó né phà.